Theo như phóng viên người Việt chia sẻ cũng như là tìm hiểu lại câu chuyện của người phụ nữ, một người Việt Kiều Việt chúng ta sống tại Lido Sài Gòn với 4 người con nhỏ đã bị trục xuất về nước. Vào sáng sớm ngày 17 tháng 10 khi những đứa trẻ còn đang chuẩn bị ăn sáng để đi học thì có 5 viên chức tới gõ cửa, họ mặc quần áo giống như thường phục, không giống như cảnh sát, và nhìn kỹ mới thấy logo ICE nhỏ ở trên ngực áo của họ. ICE đó là tên của cơ quan thực thi về di trú và biên phòng. Trong số nhóm người này có một người Mỹ gốc Việt. Người cảnh sát gốc Việt đã lên tiếng hỏi gặp người có tên là Ly Nguyễn, và đó chính là người phụ nữ đã bị trục xuất về nước. Người chồng của người phụ nữ này đó là ca sĩ Huy Cường đã chia sẻ lại: khi vợ tôi đi ra cửa gặp họ, viên cảnh sát người Mỹ đã mời vợ tôi ra ngoài nói chuyện vài câu. Và sau ít phút ngắn ngủi, viên cảnh sát đã dẫn cô ấy ra xe, đã đợi sẵn ở ngoài. Tôi vội vàng chạy theo cô ấy ra xe thì thấy họ đang còng tay vợ tôi trong xe. Bên cạnh cô ấy có một người phụ nữ gốc Việt khác cũng đã bị còng tay. Họ áp tải cô ấy đi mà không kịp lấy một thứ đồ đạc gì, còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, anh chia sẻ lại như vậy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì viên cảnh sát gốc Việt đã đưa cho tôi một địa chỉ và nói rằng anh chờ ít nhất là 2 ngày nữa, muốn thăm vợ thì hãy tới địa chỉ này. Đây là nơi giam mấy người di trú bất hợp pháp. Anh ta còn nói là tôi phải tìm ra sổ thông hành passport Việt Nam của vợ tôi. Nếu không tìm ra thì vợ tôi có thể bị giam ở đó rất lâu để chờ ngày trục xuất. Và họ nói rồi vội vã rời đi. Anh kể lại tiếp như vậy. Adelander Processing Center là nơi giam giữ người nhập cư bất hợp pháp mà phải lái xe dọc theo xa lộ 91 mới tới được trung tâm gần 2 tiếng đồng hồ. Đây nằm cách Lido Sài Gòn đến 90 dặm, và đó là tòa nhà mới được xây dựng khang trang sạch sẽ nằm giữa sa mạc. Cách đó một con đường bê tông nhỏ đó là một khu nhà lớn hơn với hàng rào kẽm gai kiên cố. Nghe nói đó là nhà tù để giam giữ những tội nhân hình sự. Ở nơi đây, mỗi tuần thì người thân chỉ được thăm vào ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Quy định ở đây là số người được vào thăm không quá 3 người một lần, và mỗi lần không quá 60 phút. Với gương mặt mệt mỏi thì Bảo Ly bắt đầu câu chuyện: gần 20 năm về trước, tôi có người cô ruột ở tiểu bang Maryland. Cô có gửi tiền về cho bố mẹ tôi để đầu tư một khu nhà làm phòng trọ ngắn hạn theo tháng, chứ không phải là khách sạn sang trọng gì cả. Và cô cho ba mẹ tôi đứng tên và cả gia đình tôi ở ngay đó trông coi. Ngày ấy có nhiều người từ Mỹ về thuê trọ, trong đó có một người anh tên là Dũng ở Minnesota. Lúc đó tôi chỉ mới 20 tuổi, vẫn còn đang đi học, nên cũng chưa biết và hiểu gì nhiều cho lắm. Chúng tôi đến với nhau, đó là hoàn toàn chân thật. Anh Dũng bảo lãnh tôi sang Mỹ theo diện hôn thê. Chúng tôi kết hôn sau khi sang Mỹ một vài tuần rồi anh Dũng làm thủ tục xin thẻ xanh cho tôi. Nhưng khi sang Mỹ, tôi mới biết là anh Dũng đang thất nghiệp, tất cả ba mẹ và mấy anh chị em đều ở chung trong một căn nhà. Đến nỗi vợ chồng mới cưới như tôi cũng không có nổi một căn phòng riêng, phải ngủ tạm phòng khách. Hồi ở Sài Gòn cùng bố mẹ, tôi không phải làm gì ngoài đi học, nên không biết làm việc nhà. Bố mẹ chồng vốn là người gốc Huế, tôi thì lại vụng về, làm việc gì cũng bị chê trách, không được lòng bố mẹ. Thêm nữa là cả hai chúng tôi đều không có thu nhập, sống phụ thuộc. Thời gian đó tôi chỉ biết khóc, cô kể lại như vậy. Và lúc đó anh Dũng khi đó bàn với tôi là nói là tôi cứ sang tiểu bang Maryland ở với cô ruột để học neo trước, rồi anh ấy sẽ thu xếp sang sau. Nhưng không ai ngờ sau này anh ấy đơn phương làm đơn ly dị nộp lên tòa, lấy lý do là tôi tự ý bỏ đi. Tôi nhận được thư của tòa báo là anh ấy đã ly dị và cần tôi ký. Tôi không biết rõ nội dung bằng tiếng Anh, chỉ hiểu là cần ký để ly dị nên đã ký vào. Tôi nhận được quyết định ly dị của tòa vào tháng 4, 2005. Bảo Ly nói tiếp như vậy. Đến năm 2005 thì cô mới gặp người chồng hiện tại bây giờ. Và cô kể lại là chúng tôi yêu thương nhau rồi kết hôn, và sau đó chuyển về California sống. Từ đó cho đến nay cũng đã 14 năm. Ở chung nhà có 4 đứa con như vậy, tất cả đều là tình cảm thật. Nói thêm, hiện tại ở đây họ đối xử cũng tốt. Ngoài tôi ra còn có 6 người Việt nữa. Cô chia sẻ vừa dứt lời thì cánh cửa phía trước mở và buộc mọi người cũng phải ra ngoài.
còn cô thì bị đưa vào trong bằng cánh cửa phía sau, khuất bóng trong giây lát. Trở lại căn nhà của cô trước đây là một căn single house nằm ở phía sau khu chợ ABC, ngay khu trung tâm Boja. Cảm nhận đầu tiên đó là một căn nhà rất nhiều đồ đạc, từ lối vào cho đến phòng khách, nhà bếp gara, nhưng khá là ngăn nắp và sạch sẽ. Bốn cháu bé lớn nhất là 13 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi đều đang ở nhà. Chia sẻ là bà cụ ngoài 70 tuổi, là bà ngoại của chị Bảo Ly. Từ hôm mẹ cháu bị đưa đi, tôi vội bay từ Maryland sang để chăm sóc các cháu. Những ngày đầu, các cháu khóc liên tục vì nhớ mẹ. Cứ một đứa khóc là cả ba đứa kia khóc theo. Nhà thì có 5 phòng ngủ, 1 phòng khách nhưng cho thuê lại, tức là xa phòng, 4 phòng ngủ rồi. Phòng khách thì ngăn một nửa để mà thờ Phật, nửa còn lại cũng cho thuê. Ngày họ đi làm tối về ngủ nên cũng không phiền là mấy. Còn tất cả hai vợ chồng và 4 đứa nhỏ chỉ có nhiêu đây thôi. Vừa nói bà cụ vừa vén lớp màn cửa để lộ ra căn phòng rộng chừng 15 m², chỉ đủ không gian để một cái giường tầng cho hai đứa lớn và hai cái nệm đôi, đủ cho cha mẹ nằm cùng hai đứa nhỏ còn lại. Anh Cường chia sẻ là trước kia giá nhà thuê là 2.800 đô, thì chúng tôi cho thuê lại như vậy cũng vừa đủ. Nay chủ nhà tăng lên là 3.200, nên mỗi tháng cũng phải bù vào vài trăm nữa. Trở ra trước gara, một chiếc Lexus đời 2015 và một xe van 8 chỗ đang đậu ở đó. Anh Cường tâm sự, nhờ ông chủ tiệm vàng Khải Toàn cho 20.000 USD nên chúng tôi mới có tiền đi mua chiếc xe Lexus này. Chúng tôi mua xe cũ chứ không dám mua xe mới, và mua trả góp mới được 5 tháng nay. Mỗi tháng là 407 USD và hiện là còn nợ hơn là 20.800 USD nữa. Giờ hoàn cảnh thế này, bà xã tôi nói là phải để cho nhà băng kéo xe, hoặc là có ai mua được giúp thì đỡ bị bad credit. Còn xe van chúng tôi thuê trong vòng 3 năm. Ca sĩ Huy Cường cũng chia sẻ rằng trước kia tôi cũng đi làm hãng, cuối tuần tham gia từ thiện nhưng sau đó bị hãng cho nghỉ việc. Nhà cũng cần một người để lo cho đứa chăm sóc con. Việc tổ chức show cũng bận rộn nên tôi quyết định không đi làm hãng nữa. Tổ chức show từ thiện được đi đây, đi đó gặp nhiều người tốt nên đó cũng là đam mê của tôi. Bà xã tôi hiểu nên cũng ủng hộ việc này. Ca sĩ Huy Cường đưa ra một tập hồ sơ bảo lãnh vợ từ năm 2005 và anh chia sẻ rằng do người quen giới thiệu, chúng tôi có nhờ văn phòng luật sư ở Virginia tư vấn. Vì luật sư này nói rằng vợ tôi đã ly dị chồng trước thì hoàn toàn có thể kết hôn với tôi và tôi có thể mở hồ sơ bảo lãnh cô ấy được. Nói rồi, chính họ là người dẫn tôi và cô ấy đi đăng ký kết hôn tại Virginia. Đó thì chúng tôi về California tổ chức lễ cưới và ở đây luôn cho đến giờ. Do đó hồ sơ bảo lãnh cũng chuyển sang văn phòng luật sư khác ở Little Sài Gòn làm tiếp, mất cũng hơn 2.000 USD. Nhưng từ năm 2005 tới giờ, cứ mỗi lần đi phỏng vấn hay ra tòa đều bị bác hồ sơ. Quan tòa nói là vợ tôi không đủ bằng chứng để tự bảo lãnh mình trong cuộc hôn nhân trước, họ không hỏi gì tới cuộc hôn nhân hiện tại với tôi. Anh kể lại như vậy. Lần cuối cùng ra tòa là vào khoảng năm 2012. Khi đó, trước khi quan tòa quyết định trục xuất hay không, họ có hỏi vợ tôi rằng cô có sẵn sàng để bị trục xuất về Việt Nam hay không. Thì vợ tôi nói sẵn sàng vì nghĩ rằng như thế sẽ được nhẹ tội, còn có cơ hội quay lại Mỹ. Nhưng khi quan tòa cho Bảo Ly nói lời sau cùng để kết thúc phiên tòa thì cô ấy khóc òa. Cô ấy khóc vì nghĩ tới hai đứa con thơ và một đứa còn đang mang bầu. Vì thế quan tòa đã quyết định hủy bỏ lệnh trục xuất và nói là chúng tôi hãy tìm luật sư để có thêm bằng chứng. Anh kể tiếp như vậy. Nhưng sau đó gia đình của anh là phải chuyển nơi thuê trọ mấy lần mà không biết rằng phải báo với tòa về việc thay đổi địa chỉ. Anh cho biết ngày nào chúng tôi cũng kiểm tra hòm thư mà không thấy. Chúng tôi muốn biết quyết định của tòa ra sao, chừng nào thì trục xuất hay là cần thêm giấy tờ gì hay không. Hơn nữa luật sư ở đây nói là có lẽ chúng tôi đã có mấy đứa con nên có thể vợ tôi được ở lại vì sự nhân đạo. Thành ra cứ chờ đợi thấp thỏm, nửa mừng nửa lo, anh tâm sự. Nhưng có lẽ vì tòa gửi giấy mà không thấy chúng tôi phản hồi nên mới có ngày vợ tôi bị IC bắt như vậy. Ngoài sự việc đó ra thì cô ấy không hề phạm pháp gì cả. Cô ấy có ID và đi làm khai thuế chung với tôi từ năm 2005 cho đến giờ. Giấy khai sinh của 4 đứa con nhỏ cũng có tên cha, tên mẹ. Anh giải thích thêm.
Anh cho biết là vợ anh đã ký giấy chấp nhận bị trục xuất trong trại giam và cơ quan ICE đã có vé bay cho cô, nhưng không tiết lộ chính xác là ngày nào cô sẽ bị trục xuất. Anh đã làm passport cho các con để về Việt Nam gặp mẹ. Khi hỏi về giấy tờ tiệm nail, thì anh có cho xem giấy tờ tiệm nail ở Costa Mesa, quyền sở hữu thuộc về người đàn ông có tên là Ken Văn Tử, thành phố Walnut Creek ở California. Định cư Mỹ 6 năm nay, sống hạnh phúc, bình yên bên gia đình, nhưng nghệ sĩ Bảo Quốc vẫn còn nhiều trăn trở với nghề. Làm sao để kịch nói không chết dần chết mòn trên đất Mỹ? Làm sao để kịch thu hút được khán giả trẻ? Nghệ sĩ Bảo Quốc là tên tuổi lớn trong làng kịch, cải lương và cả phim ảnh Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ, người nghệ sĩ tài danh này luôn biến hóa đa dạng trong các vai diễn hài và cũng lấy nước mắt của không biết bao nhiêu người trong các vai bi. Với gần 60 năm đứng trên sân khấu, báo chí viết về cá nhân ông, một người nghệ sĩ tên tuổi lẫy lừng. Quá nhiều, nên khi chúng tôi xin hẹn phỏng vấn, ông nói rằng ông đâu có gì mới mà để viết. Nhưng khi chúng tôi đề cập đến kịch nói của người Việt tại Mỹ, như bắt trúng nỗi niềm, nghệ sĩ Bảo Quốc vui vẻ nhận lời ngay. Cả đời cống hiến cho nghệ thuật, hỏi ông có buồn không khi mà kịch nói của người Việt ở Lido Sài Gòn hiện nay khá là eo ụt. Một năm chỉ có vài vở diễn, khó bán vé và thậm chí vài nơi còn trả tiền cát xê cho diễn viên bằng vé xem kịch. Để diễn viên tự đi bán lấy tiền thì ông thở dài. Buồn chứ sao lại không? Bởi vậy, ông và Hồng Loan mới dành hết tâm huyết để mà giữ khán giả, để khán giả không quên kịch. Với kịch dài Kali trong nhà ngoài phố phát trên đài Việt Face TV vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Mỗi tập là một câu chuyện khác nhau, chủ yếu do chú đưa ý tưởng rồi Hồng Loan và các bạn khác viết thành kịch bản. Đến nay đã phát sóng được 40 tập rồi. Nhiều khi chú ra ngoài khán giả đến nói cảm ơn. Nhờ chú mà họ được xem kịch trên TV tại nhà, họ mong chú cố gắng, đừng ngưng làm. Tình cảm của khán giả như vậy là động lực cho chú tiếp tục cống hiến, nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ như thế. Nhưng ông cũng trăn trở với khán giả, ông tin rằng 10 năm, 20 năm nữa, những nghệ sĩ kịch trẻ hiện nay cũng sẽ tiếp nối nghề của các nghệ sĩ đi trước, nghĩa là vẫn sẽ đứng ra dàn dựng những vở kịch. Tuy nhiên, có kéo được khán giả những người đang là thế hệ thứ ba hiện nay đến rạp hay không là một điều cần suy nghĩ. Thế hệ này phần lớn sinh ra, lớn lên ở Mỹ hoặc là sang Mỹ khi còn nhỏ. Các cháu đi học trường Mỹ, hấp thu văn hóa Mỹ, nên kịch và cả cải lương có lẽ không phải loại hình hấp dẫn các cháu, ông nói như vậy. Bởi vậy, nhưng với tâm huyết của một người nghệ sĩ cả đời gắn bó với sân khấu, không muốn nhìn kịch chết dần, nghệ sĩ Bảo Quốc luôn nói với các diễn viên kịch ở tuổi con, tuổi cháu của ông như vậy. Ông nói rằng phải thật là nghiêm túc với nghề, phải diễn hết mình, dù chỉ là một vai diễn nhỏ, xuất hiện chỉ vài phút, và đặc biệt phải làm sao cho khán giả trẻ thích kịch. Khi đã thích thì họ sẽ giới thiệu cho bạn bè của họ và quay trở lại. Ông nhớ lại, lúc đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán giả, ông thấy nhiều bạn trẻ ngồi cạnh những người lớn tuổi. Ông đoán rằng các bạn trẻ đó có thể là con hoặc là cháu, mua vé rồi chở cha mẹ hoặc là ông bà đến xem kịch. Có nhiều người nghĩ rằng diễn cho người lớn tuổi xem thì diễn sao cũng được. Còn khán giả trẻ thuộc thế hệ thứ ba ở Mỹ đâu biết gì về kịch. Nghĩ như vậy là rất sai. Các bạn trẻ đó là khán giả tương lai. Bây giờ các bạn trẻ này đến sân khấu kịch vì chiều lòng ông bà, chiều lòng cha mẹ. Nhưng nếu các diễn viên kịch diễn hay, hấp dẫn thì các bạn trẻ đó sẽ quay lại cùng với bạn bè. Kịch nói hay là cải lương trong tương lai có còn sống được hay không là nhờ vào thế hệ khán giả trẻ này. Ông chia sẻ và bày tỏ như thế. Nổi tiếng về diễn hài nên nhiều người nghệ sĩ như là nghệ sĩ Bảo Quốc ngoài đời hẳn là người rất hài hước, dễ tính. Nhưng không, ông nhẹ nhàng và khá là nghiêm khắc, và đặc biệt là ở trong công việc. Khi tập dượt, ông đòi hỏi diễn viên phải nghiêm túc, không được vừa giỡn vừa tập,
Còn khi đi diễn thì bất kể sân khấu lớn hay nhỏ, khán giả nhiều hay ít, tuổi tác ra sao, cũng phải diễn hết mình như nhau. Ông luôn dặn các cháu, các em là đừng bao giờ coi thường khán giả. Bởi vì khán giả là người nuôi sống mình, làm cho mình có được tên tuổi như ngày hôm nay. Ông nói như thế. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Bảo Quốc cười hiền khô và nói rằng cuộc sống của Mỹ, cuộc sống của chú ở bây giờ bình yên lắm. Chú thích cuộc sống gia đình, trước giờ vẫn vậy. Hồi đó dù là bận rộn cỡ nào, chưa cũng về nhà ăn cơm với bà xã. Thực ra thì tôi đi diễn xong là về nhà ngay, và bây giờ cũng vậy. Hiếm khi ra ngoài la cả với bạn bè, và bây giờ còn có thú vui chăm sóc sân vườn, cây cảnh. Thực ra là một ngày qua nhanh lắm ông ạ. Rồi nghệ sĩ kể về các con, các cháu và đặc biệt là vợ chồng người con gái út là diễn viên Hồng Loan và cháu ngoại Gia Linh hiện đang ở cùng vợ chồng ông ở trong một căn nhà lớn khang trang với hồ nước chảy róc rách ở bên ngoài và với rất nhiều hoa trên đường Glasgow thuộc thành phố Huntington Beach. Ngoài Hồng Loan, vợ chồng ông còn có hai người con trai khác cũng đang sống tại Mỹ. Còn người con gái lớn hiện vẫn sống ở Việt Nam. Ông cho biết cứ vài tuần một lần, vợ chồng ông cùng với gia đình các con đi du lịch cùng nhau. Cũng may là các con của ông cũng là những người trọng cuộc sống gia đình, xem gia đình là trên hết. Với đứa cháu ngoại út này thì mới 5 tuổi nhưng bé Gia Linh đã bộc lộ được năng khiếu diễn xuất và hát từ mẹ. Đó là chưa kể khi đón chúng tôi tại cửa, bé đã cúi rạp người chào khách bằng tiếng Việt rất rõ ràng. Thế hệ diễn viên kịch, khán giả trẻ yêu kịch, yêu văn hóa Việt Nam có lẽ không đâu xa từ việc nuôi dạy và gìn giữ tiếng mẹ đẻ ngay trên đất Mỹ này. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.